Xin chào tất cả mọi người thân mến. Vân đang có mặt ở tỉnh Sóc Trăng, một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long vô cùng tuyệt đẹp. Khi mà Vân bước chân đến đây thì Vân thấy là có rất nhiều những cái sự chuyển biến rõ ràng và có những cái sự phát triển đô thị hóa ngày càng vượt bật luôn á. Trước đây thì khi nói đến miền Tây sông nước, nói đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì có lẽ là nó sẽ hơi một chút xa vời so với các nhà đầu tư. Vẫn còn đang quen thuộc với trung tâm cũng như là các vùng ven của trung tâm những thành phố lớn như là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, đúng không ạ? Thế thì khi mà Vân có những cái lịch trình của những cái chuyến đi khảo sát thị trường tiếp theo thì nơi mà Vân sẽ đến nhiều hơn trong thời gian tới đó chính là các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Vì đầu năm 2022 này á thì Vân có cập nhật một cái thông tin vô cùng tuyệt vời, đó là Thủ tướng Chính phủ sẽ có những cái chương trình để đầu tư vào phát triển cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và cái số vốn đó, theo như cái thông tin Vân cập nhật từ đầu năm là lên đến 330.000 tỷ. Thế thì khi mà Vân đặt chân đến tỉnh Sóc Trăng này thì Vân cảm thấy rất là happy. Và đúng là thực sự là ở nơi đây là một vùng đất mà rất là yên bình và rất là thơ mộng, và có cái nét đẹp của miền Tây sông nước. Thì từ Hà Nội mà bay vào đây á thì chúng ta sẽ đáp cánh ở xuống dưới sân bay Cần Thơ, và từ thành phố Cần Thơ vô cùng xinh đẹp và sầm uất thì chúng ta sẽ di chuyển 60 km để đi vào tỉnh Sóc Trăng như thế này. Có rất nhiều những cái khu đô thị đã từng mọc lên ở ngay trong trung tâm thành phố Sóc Trăng này. Có lẽ là nguyên trong ngày hôm nay á thì Vân đi các khu đô thị thì cũng phải đến tầm 6 đến 7 khu đô thị đó mọi người. Nó không phải là những khu đô thị mới mà đã được hình thành, đã được xây dựng khoảng tầm chục năm trở lại đây. Thì về cái sự phát triển và ổn định cũng như là cái tỷ lệ mà dân cư về đó phun ấy thì nó chưa có được nhiều. Tuy nhiên là về những cái cung đường, những cái con phố mà ngay trong trung tâm thành phố Sóc Trăng á thì Vân thấy là nó rất là sầm uất và nó có rất nhiều những cái sự thay đổi, rất nhiều những cái thông tin quy hoạch mới về tỉnh Sóc Trăng này. Từ đường xá là đang ngày càng có những cái sự thay da đổi thịt, con người cũng di chuyển về tỉnh Sóc Trăng ngày càng nhiều hơn, mua bán giao dịch sầm uất rất là lớn. Đặc biệt là ở Cần Thơ thì có Vinpearl, và ở ngay trong trung tâm thành phố Sóc Trăng thì có Vincom. Và nếu như mọi người cũng thấy khi mà mọi người đi đầu tư bất động sản ở nơi đâu mà cứ có Vincom thì mọi người thấy là cũng là một cái tín hiệu để ở cái khu vực đó là đang trên đà phát triển, đúng không ạ? Và cái tuyến đường cao tốc từ Châu Đốc về Cần Thơ và đi qua Sóc Trăng cũng đang trên đà là được quy hoạch và được triển khai dần. Thì cái số vốn mà đổ vào để làm cái con đường cao tốc đó là 44.700 tỷ. Thông tin mà Vân cập nhật được, Vân sẽ chia sẻ luôn và ngay tới cho mọi người qua những cái video như thế này. Nơi mà Vân đang đứng ở đây là cả cái khu resort rất là nổi tiếng ở ngay trong trung tâm thành phố Sóc Trăng. Vân sẽ quay một khung cảnh xung quanh để mọi người chúng ta cùng xem nhé. Thì nếu như mà mọi người đến miền Tây sông nước thì có rất nhiều những cái tròi thư giãn này, cà phê miệt vườn. Và ở tỉnh Sóc Trăng thì mọi người cũng biết là có hai cái loại đặc sản rất là nổi tiếng, đó là gạo SP25 Sóc Trăng và bánh pía Sóc Trăng ạ. Vân cũng đã đi qua Tân Huê Viên, cả một cơ sở rất là lớn của Tân Huê Viên ở ngay trong trung tâm tỉnh Sóc Trăng này. Nó lớn lắm mọi người ạ, là nơi là sản xuất ra bánh pía đó. Và Vân cũng đi qua cả nơi mà sản xuất ra gạo ST25 Sóc Trăng vô cùng nổi tiếng mà hàng năm xuất khẩu rất là một cái khối lượng rất là lớn ra các nước trên thế giới. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng tự hào về tỉnh Sóc Trăng này. Và đây cũng là một cái khu resort, một cái khu nghỉ dưỡng mà Vân cũng rất là tự hào khi đặt chân đến tỉnh Sóc Trăng. Mọi người nhìn thấy là buổi tối khung cảnh ở nơi đây nó đẹp không ạ? Quá tuyệt vời luôn đúng không mọi người? Ban ngày còn lung linh hơn nữa, ánh nắng buông xuống thì ở đây đẹp lắm đó. Có những cái khu tròi thư giãn như thế này này. Đó. Mọi người, khu resort này thì cũng lớn, cũng rất là rộng. Họ còn đang tính là họ xây thêm cả ở phía ngay bên tay mà Vân chỉ á, cả một cái dãy ngay bên tay Vân chỉ mọi người thấy ạ. Ở đây thì họ chỉ xây có 2 tầng thôi. Đó, đây là mọi người này. Mọi người cùng ngắm nhìn với Vân về cái khu resort. Ở đây là các cái khu bungalow này mọi người này. Mọi người nhìn, có nhìn thấy rõ không ạ? Đây nhá, Vân sẽ quay ạ cho mọi người xem ạ. Đấy, các cái bungalow họ xây xếp nhau rất là xinh luôn ạ, đẹp lắm ạ. Đó, đấy, các bungalow này. Đó, và đây là các cái chòi nghỉ thư giãn này. Thế còn là ở phía bên kia tay mà Vân chỉ đây, mọi người nhìn thấy ạ, thì là nó giống như là một cái hồ á, một cái hồ cá rất là đẹp. Thế còn là cái dãy mà ở phía trước mặt kia Vân sẽ quay đó, Vân sẽ quay lên để mọi người xem ạ, thì nó sẽ là những cái dãy 2 tầng, các cái căn khách sạn đẹp lắm mọi người ạ. Đó, thì cái khuôn viên của cái khu resort này Vân thấy là rất là hiện đại, và người dân ở tỉnh Sóc Trăng này thì có một điều mà Vân cảm thấy rất là tự hào, đó là thân thiện lắm mọi người ạ. Thân thiện, họ chân thành, rất là nhiệt tình, và con người ở nơi đây nó thể hiện một cái tình yêu thương rất là lớn á. Cả một cái chuỗi hành trình trong công việc tư vấn và đầu tư bất động sản của Thanh Vân thì Vân đi qua cũng khá nhiều những cái tỉnh thành khác nhau, có những cái sự khảo sát và nghiên cứu tương đối 63 tỉnh thành đất nước Việt Nam, thì có lẽ là Vân cũng sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để làm sao đi được hết 63 tỉnh thành. Còn với cái năng lực và sức khỏe cũng như là thời gian mà hiện tại thì Vân sẽ cố gắng là đi khai phá những tỉnh thành mà đang bắt đầu có những cái sự chuyển biến và đang trên đà phát triển, đang được đô thị hóa, đang được quy hoạch hóa, thì có những cái thông tin mới nhất Vân sẽ cập nhật tới cho tất cả mọi người trên những cái video như thế này. Nên rằng mọi người đừng quên bỏ lỡ bất cứ một video nào ở trên kênh YouTube Vũ Thanh Vân Official của Vân nhé. Và hãy giúp Vân chia sẻ video này đến nhiều người xung quanh, đến cộng đồng bất động sản để giúp cho mọi người cập nhật thêm những cái thông tin vô cùng hữu ích khi mọi người đi đầu tư bất động sản, đặc biệt là trong quý 3, quý 4 năm 2022 này sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi đó. Cảm ơn sự hiện diện của mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé.